Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ về bức tranh công việc của cộng đồng kinh doanh bán buôn online DBS. Xin tự giới thiệu, tôi là Phan Thủy, là người sáng lập cộng đồng kinh doanh bán buôn online DBS. Và DBS thì thành lập từ năm 2007, thì đến nay là với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành kinh doanh này. Và hiện nay chức danh của tôi là Senior Diamond Director với mức thu nhập là hơn 100 triệu một tháng. Và ngoài ra thì các bạn nhìn thấy trên màn hình là tôi có được những cái khoản tiền thưởng rất là tuyệt vời, rồi được những cái tưởng thưởng về về hiện vật nữa, như là tôi được thưởng xe máy nè, rồi được thưởng xe hơi, rồi thậm chí là được thưởng nhà. Và chúng tôi còn được đi du lịch khắp nơi trên thế giới và du lịch trong nước Việt Nam. Và không phải chỉ mình tôi thành công, mà cộng đồng DBS đã giúp được hàng ngàn người trên khắp đất nước Việt Nam có cái mức thu nhập từ 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu và hơn thế nữa. Vậy thì rất nhiều người đặt cái câu hỏi là cái kinh doanh online này nó có đơn giản dễ dàng hay không, mà tại sao chúng tôi lại ở cái tuổi U50 mà tôi vẫn thành công và giúp được nhiều người thành công như vậy. Thì tôi xin chia sẻ với cả nhà là nếu như công việc này mà nó không dễ dàng á, thì không có nhiều người thành công được như vậy. Vì vậy hôm nay tôi sẽ chia sẻ với tất cả mọi người về cái bức tranh công việc, để mọi người hiểu được rằng là làm thế nào để mọi người có thể được những cái khoản thưởng, cái thu nhập và những cái khoản tiền thưởng hấp dẫn như những gì mà tôi và cộng đồng DBS đã đạt được. Và trước tiên thì chia sẻ với các bạn là vậy thì đây là cái công việc gì? Thì đây là cái công việc kinh doanh bán buôn online. Chỉ cần bạn có điện thoại thông minh, có kết nối mạng mạnh mẽ và có cái thời gian online khoảng 3 giờ một ngày là các bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền bằng cái công việc kinh doanh này. Và lý do tại sao tôi lại khuyên các bạn làm công việc này, cái thứ nhất là đây là công việc mà các bạn được làm ở nhà, được online, được bấm máy tính, có thể kiếm được tiền mà kinh doanh, nhưng mà lại không phải rủi ro. Các bạn không phải bỏ vốn, không phải mua hàng trước, và đặc biệt là không phải đóng tiền cho các khóa học online. Các bạn hoàn toàn được học miễn phí. Cái thứ hai là đây là cái xu thế kinh doanh của thời đại. Tức là Bill Gates có nói một câu rất là hay, đó là thế kỷ 21, một là kinh doanh trên Internet, hai là không nên kinh doanh nữa. Có nghĩa là các bạn phải biết tận dụng vào sức mạnh của Internet để các bạn có thể làm giàu. Thế nhưng mà hiện nay rất nhiều người bán hàng trên Internet tự phát, tự đăng bài, tự đăng sản phẩm lên bán, thì cái đó cũng rất là khó để có thể có được cái sự thành công lớn. Thì đây là một cách kinh doanh bán buôn online, nó là một phương pháp hoàn toàn mới. Và ở đây các bạn được học cách bán 3 triệu một tháng nhưng vẫn có thu nhập 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Nhưng để làm được điều đó thì các bạn phải có một tổ chức, có một hệ thống dẫn dắt. Và DVS sẽ chia sẻ cho các bạn, sẽ cho các bạn cái bí quyết này. Cái thứ ba là các bạn sẽ khi tham gia với cộng đồng DBS, các bạn sẽ tạo được một cái thu nhập thụ động. Nếu như ngày hôm nay các bạn không nắm bắt cơ hội này, không kinh doanh cùng với chúng tôi không sao. Nhưng nếu các bạn thực sự nắm bắt cơ hội này và cùng tập trung kinh doanh cùng với DBS, thì chỉ sau 1 đến 2 năm khi các bạn đã thành thạo cái công việc kinh doanh này, hệ thống online chạy tự động trên cả nước, các bạn sẽ có được cái nguồn thu nhập thụ động từ 50 cho đến 60 triệu một tháng, mà trong khi các bạn không phải làm việc nữa. Đó là cái điều tuyệt vời, đó là những lý do mà tôi khuyên các bạn lên tìm hiểu và lên gia nhập cộng đồng DBS để các bạn được hưởng tất cả những cái gì mà chúng tôi đã đạt được. Và cái tiếp theo là cái sản phẩm chúng tôi kinh doanh, đó là sản phẩm của Oriflame. Vậy thì chất lượng sản phẩm của Oriflame như thế nào? Thì Oriflame có hơn 1.000 sản phẩm kinh doanh tất cả các sản phẩm về kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, dung dịch vệ sinh phụ nữ, dưỡng chân, dưỡng tay, rồi dưỡng da, trang điểm, nước hoa, và đặc biệt có một cái dòng là dinh dưỡng cân bằng tự nhiên. Thì ở đây Oriflame có một dòng sản phẩm rất là đặc biệt, đó là dòng dinh dưỡng. Thì cái thị trường nó rất là rộng lớn. Chúng ta cũng biết là thị trường về sức khỏe, về làm đẹp là một cái thị trường rất là rộng lớn. Và các bạn cũng đã biết Việt Nam có rất nhiều các loại thực phẩm chức năng. Thì Oriflame có một cái sản phẩm cao cấp hơn tất cả các loại thực phẩm chức năng thông thường, được gọi là sản phẩm dinh dưỡng cân bằng tự nhiên. Nó đặc biệt là nó đem lại cái giá trị, cái kết quả sau khi sử dụng, là khi người ta đã sử dụng sau 3 tháng thì họ sẽ da đẹp hơn, mềm mịn hơn, da sẽ trắng sáng hơn, và đặc biệt nó có cái kết quả về sức khỏe.
làn da giảm nhăn hơn và kết quả về sức khỏe sau sử dụng. Họ sẽ giảm được những cái bệnh vặt, những cái căn bệnh thông thường, các cái căn bệnh mà liên quan đến dinh dưỡng không cân bằng. Thì sau khi sử dụng chỉ 3 tháng thôi, họ sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì đây là cái bí mật mà ít người biết đến ở Frame. Thì đây là một cái giá trị, một cái sản phẩm mà các bạn chỉ tư vấn bán một lần nhưng họ sẽ mua của các bạn mãi mãi. Đó là giá trị rất là tuyệt vời. Đó là một cái bí mật mà khi vào đây các bạn được học cái cách bán hàng, bán 3 triệu một tháng. Các bạn sẽ được học cái bí quyết mà tôi cam kết là 95% là các bạn sẽ bán được hàng, sẽ kiếm được tiền với công việc này. Và tôi cũng chia sẻ thêm 5 cái lý do tại sao các bạn nên kinh doanh cái sản phẩm Oriflame. Thì nên sử dụng cái sản phẩm của Oriflame. Cái thứ nhất là sản phẩm này là sản phẩm tinh túy từ thiên nhiên. Cái chất lượng này nó rất là quan trọng, các bạn để ý nha. Thiên nhiên là rất là tuyệt vời, sản phẩm thiên nhiên thì sẽ mang đến cái sự an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Nhưng để lấy được tinh túy thiên nhiên thì cộng với công nghệ khoa học đỉnh cao, thì Oriflame là một sản phẩm ra đời tại Thụy Điển, là đất nước có nền khoa học đỉnh cao của thế giới. Và Oriflame, sản phẩm của Oriflame không phải mới ra đời. Oriflame có 50 năm, hơn 50 năm chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp của làn da. Và lý do thứ tư là sản phẩm của Oriflame là tiêu chuẩn châu Âu. Oriflame là một tập đoàn bán hàng trực tiếp hợp tác với 6 nước Anh, Pháp, Đức, Ý, Thụy Điển, Ba Lan. Vì vậy, tất cả sản phẩm của Oriflame là đạt tiêu chuẩn châu Âu. Tiêu chuẩn châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ thì những người tiêu dùng thông thái đều hiểu được rằng là tiêu chuẩn của châu Âu là tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Với 4 yếu tố đó thì sản phẩm Oriflame là cái chất lượng đỉnh cao. Nhưng tại sao chất lượng tốt như vậy, giá thành rẻ? Vì Oriflame bán hàng trực tiếp, họ tự sản xuất và đưa trực tiếp đến người tiêu dùng. Sản phẩm bán hàng được thông qua cái cuốn catalog. Thì các bạn nhìn đây, các bạn sẽ thấy là cái cuốn catalog này là một cái công cụ bán hàng rất là tuyệt vời. Ở đây tất cả các sản phẩm được niêm yết trên catalog. Ở đây sản phẩm tại sao tốt là và rẻ? Vì các bạn thấy là không bao giờ sản phẩm quảng cáo trên TV. Các bạn có thấy là 1 phút quảng cáo trên TV thì nhà sản xuất phải trả cho nhà đài khoảng 100 đến hơn 100 triệu. Và mỗi một ngày quảng cáo rất nhiều lần, rất nhiều giờ như vậy. Ngoài ra còn phải mướn các cái cửa hàng. Thì Oriflame không trưng bày sản phẩm trên cửa hàng, chỉ bán thông qua những người tham gia kinh doanh và bán thông qua catalog như thế này. Thì nó sẽ giảm được cái khâu trung gian, cho nên là chất lượng tốt và giá thành nó rẻ. Thì đây là một cái cuốn catalog, các bạn thấy là nó như một cái cửa hàng di động và nó được niêm yết sản phẩm và giá thành trên này. Đây là cửa hàng các bạn có thể đem đi khắp mọi nơi để chia sẻ cho khách hàng. Và nó còn có catalog điện tử nữa. Thì khi mà giá thành được niêm yết như thế này thì khách hàng có đặt hàng thì các bạn mới đặt, và các bạn không phải mua hàng trước, thì công ty chuyển về tận nhà cho các bạn nhà. Thế thì ở đây các bạn là công ty sẽ chuyển hàng về tận nhà cho người mua hàng. Thì đây là một công cụ hỗ trợ rất là tuyệt vời. Trên mỗi một cái đơn hàng thì lại có hóa đơn đỏ. Và bây giờ thì hóa đơn còn cao hơn hóa đơn đỏ là hóa đơn điện tử. Thì đấy là cái hành lang pháp lý cao nhất để các bạn yên tâm hoàn toàn về chất lượng sản phẩm. Đó là một cái giá trị tiền rất là tuyệt vời. Ngoài ra khi các bạn đăng ký có một cái mã số kinh doanh cùng với Oriflame thì các bạn sẽ có một cái mã số, một cái mật khẩu để các bạn đăng nhập vào cái trang web cá nhân của mình. Các bạn vào trang web của Oriflame có mã số, có mật khẩu được đăng nhập vào cái trang cá nhân của mình. Tức là các bạn sẽ có một cái trang web riêng để kinh doanh, để mua hàng, đặt hàng, để quản lý cái hệ thống kinh doanh của các bạn, để nắm được tiền lương, tiền thưởng của mình hàng tháng bao nhiêu, của các hệ thống bên dưới của bạn bao nhiêu. Đấy là một cái công cụ về online mà Oriflame hỗ trợ cho chúng ta rất là tuyệt vời. Rồi, vậy thì tiếp theo vậy thì làm thế nào để có được cái thu nhập 10 triệu sau 3 tháng? Thế thì muốn biết được điều đó thì các bạn cần phải hiểu về chính sách trả thưởng của Oriflame. Thì ở Oriflame có cái thứ nhất đó là lợi nhuận bán lẻ. Khi các bạn bán một cái sản phẩm này ra thị trường thì các bạn sẽ được cái lợi nhuận 23%, cái lợi nhuận bán lẻ ngay tức thì. Ví dụ một cái sản phẩm này là 100 ngàn thì các bạn sẽ được lời 23 ngàn, và các bạn bỏ túi ngay tức thì. Đó là lợi nhuận bán lẻ. Ngoài ra mỗi một sản phẩm này bán ra các bạn được tích lũy điểm, nhà các bạn được tích lũy điểm cộng dồn trong một tháng để được hưởng cái chiết khấu bán sỉ, hay còn gọi là chiết khấu bán buôn.
Tôi ví dụ một sản phẩm bán ra là 100.000, các bạn được lời 23.000, thì mỗi một cái sản phẩm đó được tích lũy điểm. Tích lũy ở đây là 14.000 thì sẽ tính là một điểm tích lũy, 140.000 thì sẽ tính là 10 điểm, và 1.400.000 sẽ tính là 100 điểm, được gọi là BP. Các bạn nhìn trên màn hình sẽ thấy 1.400.000 là 100 BP và 2.800.000 thì sẽ là 200 BP. Thế thì nếu như các bạn chỉ bán dưới 200 BP thôi thì các bạn chỉ được 23% lợi nhuận bán lẻ. Nhưng nếu các bạn được trên 200 BP thì các bạn bắt đầu được các khoản chiết khấu bán phỉ. Thế bạn nhìn trên màn hình để thấy cái bảng chiết khấu bán phỉ ở đây. Thì nếu như các bạn chỉ được 200 BP thì bắt đầu là từ 200 BP trở lên bắt đầu các bạn được chiết khấu 3%. Có nghĩa là cái tiền này các bạn sẽ nhân với cái phần trăm này thì các bạn sẽ ra được cái khoản tiền mình thu được. Luôn nhớ là phải trừ 10% thuế nha các bạn. Rồi 6% doanh số càng cao thì cái tiền chiết khấu càng cao. Khi các bạn đạt được 600 BP thì các bạn sẽ được nhân với 6%. 1.200 BP thì được nhân với 9%. 2.400 BP thì được nhân với 12%. 4.000 BP thì được nhân với 15%. Và 6.600 BP thì được nhân với 18%. Và 10.000 BP thì được nhân với 21%. Và 21% là tương đương với 140 triệu. Khi các bạn đạt cái doanh số 140 triệu, bản thân các bạn chỉ bán 2.800.000 một tháng, 200 BP một tháng thôi. Và các bạn vẫn hoàn toàn có được cái mức thu nhập 10 triệu. Vậy thì ở đây các bạn đừng nhìn con số quá lớn mà các bạn ngại. Chúng tôi có bí quyết giúp cho các bạn sau 3 tháng sẽ có thu nhập 10 triệu. Đó mới là cái điều tuyệt vời mà các bạn đáng để gia nhập với cái cộng đồng DBS để các bạn được chỉ cái bí quyết này. Thế thì cái tháng thứ nhất, kế hoạch của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn đạt được 9% ở tháng thứ nhất và thu nhập chỉ có 1 triệu thôi. Và cái tháng thứ hai thì các bạn sẽ được 15% và cái thu nhập nó lên 3 triệu. Và tháng thứ ba thì các bạn sẽ được 21% và lúc này thì cái thu nhập nó nhảy lên là 10 triệu một tháng. Thì với 3 tháng các bạn tập trung thì các bạn sẽ được cái khoản thu nhập 10 triệu một tháng. Vậy thì các bạn có xứng đáng để các bạn thực sự mà tập trung vào cái công việc kinh doanh này hay không? Ngoài cái mức thu nhập 10 triệu, các bạn tập trung trong vòng 3 tháng, ngoài mức thu nhập 10 triệu thì các bạn còn được một cái chuyến du lịch trong nước trị giá 20 triệu. Vì vậy đây không phải là một công việc chơi mà nó là một công việc kinh doanh nghiêm túc. Và nếu thực sự các bạn nghiêm túc thì tất cả những cái điều này nó sẽ đến với các bạn. Rồi, không dừng ở đó, không dừng ở đó các bạn nha. Tôi muốn quay lại một chút, tôi nói về điều này một chút cho các bạn này. Cái thu nhập 10 triệu nó không dừng ở đó nha. Tôi muốn chia sẻ lại một chút với cả nhà mình ở cái slide này. Khi các bạn làm công việc này, tôi biết có những người nghĩ rằng là vậy thì làm công việc này tôi sẽ làm cho người khác hưởng. Cái suy nghĩ đấy hoàn toàn là sai. Với Offlane thì nó có cái sự công bằng, rất là công bằng tuyệt đối. Ở đây các bạn làm, các bạn ở bao nhiêu phần trăm, các bạn được hưởng bấy nhiêu phần trăm. Ví dụ các bạn đạt 3% thì các bạn hưởng hết 3%. Được 6% thì hưởng hết 6%. Được 21% thì hưởng hết 21%. Nếu không có người chia sẻ các bạn công việc này, không có người gọi là bảo trợ đó, thì các bạn cũng chỉ được cái phần trăm như vậy thôi. Các bạn không được hơn đồng nào hết. Nhưng vì có người chia sẻ, có người dẫn dắt, có hệ thống DBS giúp các bạn, dạy cho các bạn có thu nhập 10 triệu, thì công ty sẽ tự trả cái chiết khấu bán buôn cho những người giới thiệu nha. Ví dụ tôi giới thiệu ra bạn thì công ty sẽ trả cái chênh lệch bán buôn cho chính tôi, chứ các bạn hoàn toàn không phải trả. Và nếu tôi là một người kinh doanh sau, tôi ra làm sau, nhưng tôi vẫn hoàn toàn có thu nhập cao hơn người chia sẻ cho tôi công việc này, cho người bảo trợ của tôi. Thực tế hiện nay đang là như vậy. Cho nên cái công việc kinh doanh này nó rất là công bằng. Cho nên nếu ai có suy nghĩ đó thì các bạn chưa được đúng. Và tiếp theo thì cái thu nhập 10 triệu sau 3 tháng hoàn toàn nó không dừng ở đó nha. Rồi, nếu như các bạn có được thu nhập 10 triệu rồi, đạt 21% rồi, các bạn duy trì sau 6 tháng, trong vòng 1 năm nha, không cần liên tiếp. Trong vòng 1 năm được 6 tháng, các bạn sẽ được một khoản tiền thưởng là 20 triệu. Vậy là các bạn đã thành công rồi. Nhưng điều tuyệt vời ở đây với công việc này, càng giúp nhiều người thành công thì các bạn càng thành công. Công ty sẽ trả cái chiết khấu bán buôn cho các bạn rất là xứng đáng.
Nếu như các bạn giúp được 2 người thành công giống như các bạn thì các bạn sẽ được công ty thưởng 40 triệu. Nhưng mà lúc này tiền thưởng 40 triệu chỉ là một lần, còn cái thu nhập thì nó chỉ khoảng là 20 triệu thôi. Và nếu các bạn giúp được 3 người thành công thì công ty thưởng cho các bạn 60 triệu và cái thu nhập của các bạn khoảng độ 30 triệu. Nếu các bạn giúp được 4 người thành công thì công ty thưởng cho các bạn 80 triệu và cái thu nhập của các bạn khoảng là 40 triệu thôi. Và nếu các bạn giúp được 6 người thành công thì công ty thưởng cho các bạn là 120 triệu. Nhưng các bạn thu nhập các bạn chỉ khoảng 60 triệu thôi. Và vừa nãy các bạn có thấy tôi nói là sau 1 đến 2 năm tập trung vào công việc này, các bạn có cái thu nhập thụ động khoảng 60 triệu, 50-60 triệu. Có nghĩa là sau 1-2 năm tôi, kế hoạch của chúng tôi là sẽ giúp cho các bạn đạt được, giúp được 6 người thành công. Tức là các bạn đạt được cái chức danh ở đây gọi là chức danh Diamond Director nha. Rồi, thế thì với cái chức danh Diamond Director như thế này thì ngoài cái mức các bạn được cái thu nhập thụ động nè, 50-60 triệu một tháng nè, rồi ngoài ra thì các bạn sẽ được thưởng những cái khoản cái thưởng hiện vật như là xe máy, như xe hơi, như nhà, thì các bạn sẽ biết chi tiết sau, giống như chúng tôi đã được, các bạn sẽ được biết chi tiết sau. Và ngoài ra thì các bạn không chỉ dừng ở đó, lên Diamond là thiên đường của cuộc sống. Ngoài ra các bạn sẽ được đi du lịch vòng quanh thế giới. Và đây là lý do tại sao các bạn nhìn Facebook của tôi, các bạn thấy tôi rất hay chia sẻ những hình ảnh về đi du lịch khắp nơi trong nước và trên thế giới. Và vừa rồi gần nhất thì chúng tôi được một cái chuyến đi du lịch tại Pháp, tổ chức DBS được đi du lịch tại Pháp cùng với Oprah rất là tuyệt vời. Và đến tháng 11 này thì tôi lại được một chuyến du lịch đi Úc. Và đến năm sau thì tôi lại được một chuyến du lịch đi Thụy Điển. Và năm tới nữa thì được chuyến du lịch đi Mỹ. Và thường những chuyến du lịch châu Âu này là trung bình là được 2 vé cho một chuyến. Và đi Mỹ thì tôi được 4 chuyến, 4 vé. Tôi được đi, đưa cả gia đình đi. Thì không có một cái công việc nào mà cho các bạn nhiều cái giá trị như vậy. Và các bạn có là người giàu có là người thành công thì các bạn cũng rất khó khăn để bỏ được những khoản tiền mà đi du lịch giống như là Oprah cho chúng ta đi. Các bạn được đi du lịch châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, nói chung là khắp nơi trên thế giới mà hoàn toàn được rất là tuyệt vời, không phải bỏ tiền túi đi du lịch, mà không phải bỏ tiền túi mà chỉ ở những khách sạn 5 sao và dùng những cái dịch vụ tốt nhất để tưởng thưởng cho chúng ta. Bởi vậy lên trải nghiệm cuộc sống với Oprah thì thực sự rất là xứng đáng, rất là tuyệt vời, một cái cuộc sống mà ai cũng mơ ước. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ quay lại nhỉ? Nè, vậy thì ở đây tất cả những cái tôi chia sẻ, những cái điều lớn lao đó nó chỉ bắt đầu từ 2 công việc chính thôi nhỉ? Chúng ta hãy quay lại cái là bây giờ trước tiên là chúng ta hãy đặt cái kế hoạch làm sao sau 3 tháng có thu nhập 10 triệu. Thì các bạn hãy quay lại là vậy thì làm như thế nào. Thì ở đây chúng ta chỉ có 2 cái công việc chính thôi. Việc thứ nhất là các bạn sẽ được học cái cách làm sao để biết bán 3 triệu để hoàn thành cái việc 1, đó là hoàn thành 200 BB. Sau khi các bạn hoàn thành việc 1 rồi thì người ta sẽ dạy cho các bạn cái bí quyết thu nhập 10 triệu sau 3 tháng. Nhưng để làm được điều đó thì chúng tôi cần có một cái sự thỏa thuận trong công việc nha. Thì ở đây các bạn tự dưng mà khi đăng ký vào đây được một cái cơ hội đơn giản như thế này, đôi khi các bạn không tin và các bạn sẽ không nghiêm túc, và không nghiêm túc thì không, tiền nó không đến với các bạn được. Bởi vậy tôi xin thỏa thuận trước với các bạn, ở đây chúng tôi cam kết giúp các bạn kiếm được thu nhập 10 triệu sau 3 tháng, có thể là nhanh hơn. Trong xã hội thì mọi người không giống nhau, có thể có người vào đây tôi đã giúp được, có những người chỉ có 1 tháng, 2 tháng cũng có được cái thu nhập 10 triệu. Nhưng có những người thì lại 4 tháng, 5 tháng và cùng lắm 6 tháng thì cũng đạt được thu nhập 10 triệu. Nhưng trung bình sẽ là 3 tháng. Vì vậy chúng tôi sẽ cam kết cho các bạn là sau 3 tháng có thu nhập 10 triệu. Nếu với điều kiện là các bạn phải cam kết với chúng tôi 2 điều. Cái thứ nhất là thái độ nghiêm túc. Thái độ nghiêm túc ở đây nghĩa là sao? Các bạn sẽ trong cái tuần đầu tiên á, là các bạn sẽ được gửi bài học. Thì ở đây chúng tôi nói các bạn học là học, nói các bạn làm là làm. Không cần sáng tác, các bạn chỉ cần làm đúng theo những gì chúng tôi hướng dẫn. Cực nhất là cái tuần đầu tiên là các bạn học bài nó dài một chút, còn về sau thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và trong cái tháng đầu tiên, nếu các bạn tập trung làm việc với thái độ nghiêm túc, thu nhập được có 1 triệu thôi. Nhưng đến tháng thứ 2 bắt đầu thu nhập nó lên 3 triệu, và tháng thứ 3 thu nhập nó lên, thành thạo công việc rồi thu nhập nó lên 10 triệu. Nhưng với điều kiện các bạn phải thực sự là nghiêm túc làm theo hướng dẫn, nói học là học, nói làm là làm.
không cần các bạn phải sáng tác, hãy làm theo những gì chúng tôi hướng dẫn. Và cái thứ hai là thời gian online ít nhất 3 giờ một ngày, thông thường là vào buổi tối, sau giờ ăn cơm, 8 giờ, trước giờ đi ngủ, thay vì lướt Facebook chơi thì các bạn sẽ được lướt Facebook và học cách kiếm tiền ha. Rồi, thì tôi nghĩ là cái cam kết này, cái thỏa thuận này không quá khó, tôi tin là các bạn có thể làm được. Vậy thì các bạn hãy nhanh chóng gia nhập cộng đồng DVS để các bạn sẽ được học những cái bí quyết, được sở hữu cái bí quyết kinh doanh online thông minh cùng với chúng tôi. Và hôm nay đấy là tôi sẽ xin chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu được toàn cảnh cái bức tranh công việc tại đây. Và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt.